Bài giảng hôm nay của thầy là bổ sung thêm câu hỏi cho điều 29 nữa. vì điều 29 này đã được sửa đổi trong trong luật 2019 và luật này có hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2020. Thì tên điều của nó 29 trong luật 2008 thì tên điều này được sửa phân loại đánh giá cán bộ được sửa thành xếp loại chất lượng cán bộ. À, thì cái loại câu hỏi trách nhiệm điều 29 theo cái luật mới 2019 thì các thầy đã làm rồi hôm nay thầy sẽ bổ sung thêm một dạng câu nữa à, cho cái loại là xếp loại à, chất lượng cán bộ của điều 29 à, luật sửa đổi 2019 thì có hiệu lực 1 tháng 7 năm 2020 và trên phần mềm có rất nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm phân loại học viên thì học viên có nhu cầu à, ôn luyện hãy gọi điện cho thầy giáo theo số điện thoại 0943078123 hoặc 0912595650912595654 thì À, có rất nhiều dạng câu hỏi về cái điều 29 này các thầy đã giảng hôm trước và hôm nay thêm một dạng câu hỏi đây là câu ví dụ dạng đây là câu 1207 này. theo luật cán bộ công chức này thì cho một cái nội dung của một cái điểm hoặc một khoản nào đó chúng ta tìm xem cái nội dung này thuộc vào tên điều nào trong các phương án là cho thì cho cái nội dung là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là à, thuộc vào cái tên điều mục đích đánh giá cán bộ hay thuộc vào tên điều nội dung đánh giá cán bộ hay thuộc vào cái tên điều xếp loại chất lượng cán bộ là phương án gây nhiễu tất cả phương án đều đúng hoặc là không có phương án nào đúng đấy thường thường như thế là gây gây nhiễu như vậy cái nội dung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này là nó thuộc vào à, nội dung của điều xếp loại chất lượng cán bộ là điều 29. mươi à, thế thì cho nên là cái loại câu hỏi này thường là các em phải chú ý à, thì tương tự như thế thay cái nội dung của à, cái ngọc kép này thì chúng ta lại thấy rằng là à, nó cũng đúng là à, xếp xếp loại chất lượng cán bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ này. À, thì chúng ta để ý đây là thêm một dạng câu à, cho học viên. À, thì như vậy là à, các thầy bổ sung thêm một cái dạng câu à, về điều 29. Thì trên phần mềm này thời gian qua có rất nhiều học viên ôn luyện. À, trên phần mềm của thầy là trung tuyển kỳ thi tuyển công chức và nâng ngạch công chức. Thì à, điều đó là minh chứng à, cho học viên là À, ôn tập trên phần mềm này rất hiệu quả. À, các em có nhu cầu gọi điện theo thầy giáo theo số điện thoại 123 hoặc 0912595654 để được các vị ký danh và cái mật khẩu để đăng nhập phần mềm. À, các em thấy video của các thầy hai mà các em đã đăng ký rồi thì thôi. Còn nếu chưa đăng ký thì ấn vào nút đăng ký. Sau đó ấn vào nút hình chuông để nhận video tiếp theo.